Chúa theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến 31. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chôn táng, các môn đệ Chúa luôn sống trong tâm trạng lo sợ và hoảng loạn. Người Do Thái đã giết Thầy mình, thì sẽ đến lúc họ cũng sẽ giết mình. Vì thế, các tông đồ không dám đi đâu công khai, và nếu ở nhà thì cũng đóng kín cửa. Thế nhưng, Chúa Phục Sinh đã không để các môn đệ trong tình trạng hoảng loạn ấy mãi, nên Chúa đã hiện ra với các ông nơi nhà cửa đóng kín. Một khi đã phục sinh, Chúa Giêsu không còn bị giới hạn và lệ thuộc vào không gian lẫn thời gian. Vì thế, các môn đệ Chúa đã đóng kín cửa nhà, nhưng Chúa vẫn có thể vào và trao bình an cho các ông. Bình an cho các con. Lãnh nhận sự trao ban bình an của Chúa, các môn đệ không chỉ ngỡ ngàng mà lòng còn tràn đầy niềm vui vì được gặp lại Chúa. Niềm vui ấy còn được nhân lên khi Chúa trao ban cho các ông Chúa Thánh Thần và năng quyền xá giải mọi tội lỗi. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Nhờ đó, các ông có thể trở thành sứ giả của tin mừng phục sinh và người trao ban bình an cho những tâm hồn tội lỗi biết ăn năn sám hối và đón nhận tin mừng. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, thông chia quyền năng phục sinh và Thánh Thần cho những người kế thừa sứ vụ của các tông đồ trong thừa tác vụ giám mục và linh mục. Qua các thừa tác viên này,
Người Kitô hữu tiếp nhận ơn tha thứ và bình an của Đấng Phục Sinh. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta lại hoài nghi như Tô-ma, người tông đồ kém may mắn khi vắng mặt trong cuộc tỏ hiện của Chúa Giê-xu Phục Sinh trong lần đầu tiên với các tông đồ. Tô-ma là con người cứng lòng và chỉ tin khi chính ông chạm tay vào vết thương của Đấng Phục Sinh. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Xin cho lời chúc phúc của Chúa hoán cải tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi các thừa tác viên, nơi các bí tích và qua các dấu chỉ của cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con thực sự tin vào sự hiện diện của Chúa qua Mẹ Hội Thánh, qua các thừa tác viên thánh và qua những người chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen.